vị thân mến, chúng ta đã cùng quay trở lại với chương trình Mẹ ơi con lên TV. Dạ, và bây giờ là trò chơi dành cho hai đội, mỗi đội sẽ là ba người, ba thành viên. Và trò chơi này mang tên đó là chân tay, tay chân lấy thanh long. Rồi, đây ví dụ như đây là chân, tay, chân, tay. Đó, như vậy nha. Cái nào mà một chân là chỉ để được một chân thôi nha. Rất là đơn giản luôn. Rồi, ai chơi? Giơ tay lên ạ. Rồi, chia làm hai đội nha. Chia làm hai đội nha, bây giờ hai đội. Trong vòng 3 phút, đội nào lấy được nhiều thanh long hơn, đội đó sẽ chiến thắng. Đội nào thi trước nào? Dùng bên bản thi trước hả? Rồi. Xù xì đi, xù xì đi, hai bạn lớn xù xì đi. 2, 3. Rồi, thắng. Thắng là muốn thi trước hay thi sau? Thi sau, vậy bên đây sẽ là thi trước. Rồi, bên, rồi con. Rồi, qua một bên. Rồi, mời con. Rồi, 3, 2, 1, bắt đầu. Bắt đầu. Đúng rồi. Rồi, đi về. Hay quá, về đi, về đúng không? Về không? Khỏi, khỏi, khỏi. Bên dây trôi qua rồi. Nhanh lên, nhanh lên. Nhanh lên con ơi, nhanh lên con ơi. Con hai chân. Người, hai chân, lẹ lên, nhanh lên con ơi. Đúng rồi. Đúng rồi, lấy, chạy về, tới con. Sai, 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 sai. Đi, đi, đi lại không ơi. Lại, 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 2, 3, lại. 42 giây, 43 giây rồi. Hai tay. Đúng rồi. Một chân một tay. Rồi, đúng một rồi. Chân một tay. Một tay một chân. Đúng giờ rồi. Hai tay một chân. Đúng rồi. Một chân một tay. Một chân một tay, một chân chân tay. Rồi. Đúng rồi, lẽ lên chạy về. Lẹ lẹ lẹ. Khỏi gì lẹ lên chạy chạy. Chạy về nhanh lên, nhanh lên. Con. Rồi, tiếp theo. Một phút trôi qua rồi. Hai đâu rồi? Đó, nhanh nè. Rồi, về con. Rồi, chạy về con. Ê, bậy nha, tính lại nha, tính lại nha. Không, sai rồi, tùm lum gì. Co chân lên, không có ăn gian rồi sao. Đúng rồi, một chân một tay. Đúng rồi. Chạy về, nhanh lên, nhanh rồi, lên. Rồi, em lên đi. Nhanh lên, nhanh lên. Một chân một tay. Chúng ta còn 1 phút 30 giây nha. Một chân một tay. Hai chân một tay. Hai chân một tay, một chân một tay. Một chân một tay. Một chân một tay, chân kia đúng rồi. Rồi, rồi, chạy về. Lấy về nhanh lên, chạy về. Rồi, về tiếp. Đúng rồi, tốt lắm. Tốt lắm, hai chân. Hai chân. Sai rồi. Hết giờ. Hết giờ. Trong vòng 2 phút đội nào lấy được nhiều thanh long thì đội đó sẽ chiến thắng và chúng ta đã có được số thanh long. Đây. Bây giờ là có được 6 trái thanh long trong vòng 2 phút. Xin chúc mừng. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với đội tiếp theo nha. 3, 2, 1, bắt đầu. Chân tay. Một chân một tay. Hai tay. Hai tay một chân. Đúng rồi, hai chân. Hai chân một tay. Một chân một tay. Bảy, bảy. Chân kia, chân kia. Đúng rồi. Chân kia, đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi, dây. Hai chân. Hai chân bảy, một bảy, tay. Đúng rồi. Tiếp đi, tiếp đi. Một chân một tay. Lẹ đi, quái tới rồi. Quái tới rồi, con ơi, lẹ lên con ơi. Bước lên. Đúng rồi. Rồi, con gái. Con gái lên. Con gái đi từ từ. Rồi, đi nha. Rồi, đó. Rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, con. Một chân một tay. Đúng rồi. Một chân một tay. Đúng rồi. Đúng rồi. Hay quá, cao, được không? Nãy chú Lâm đó con chơi không được. Xin lỗi nha. Thấy nhỏ quá ai biết đâu. Giỏi quá trời. Chân tay. Chân tay. Chân tay. Chân tay. Chân tay. Đúng rồi, tiếp. Cố lên, cố lên. Ăn gian nha, ăn gian một nha. Tay. Quay lại, đi lại nè. Sai rồi, đi sai. Đi lại nè, đi sai lại. Đi ùm lum nha. Từ từ. Thua em nha. Rồi. Thua đúng, em à. Đúng rồi. Bậy ha, bậy ha. Bậy à, bậy à. Chậm thôi. Một chân hai tay. Hai chân một tay. Một chân một tay. Một chân một tay. Bậy luôn nha. Rồi, chơi giỡn em nha. Em coi em nè. Coi em chơi nè. Đi nè. Hai tay. Thấy không? Thấy em chơi không? Giỏi quá.
nhỏ này con ai vậy? Sao dữ vậy? Bà nhỏ này giỏi cho đi lần nữa nè. Lẹ lên con ơi, lẹ lên con ơi. Rồi, đi con đi luôn. Đi luôn á, đi luôn á. Lẹ lên, lẹ lên. Hai tay. Đúng rồi, giỏi. Lẹ lên con lên. Quá lên. Hay quá, ý trời ơi, thứ dữ rồi. Hay quá. Ê, anh lên đi. 5, 4, 3, 2, 1, hết giờ. Yeah, 2 phút và trong vòng 2 phút, đội còn lại đã được số Thanh Long là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8. Yeah. Nhờ em Út nha. Rồi. Em Út giỏi quá trời. Dạ, rồi, bây giờ con nhận thưởng nha. Và các con ơi, chúng ta đang tham gia chương trình. Mẹ ơi, con lên TV. Rồi, cảm ơn các con.